Này, thế vợ chồng nhà cô đã thống nhất chưa? Để tôi còn đi đây. Bà từ từ đã. Trông ông nhà tôi thế thôi, chứ không nguy hiểm đâu. Hả? Mua bảo hiểm cho tôi á? Ừ, mua bảo hiểm đi. Thôi được rồi, coi như là bà đồng ý rồi nhá. Bác hãy ăn bí á. Rơi ạ. Bà điếc. Bà điếc. Bà nhanh nhanh cái chân lên nào. Hả? Tất cả những thứ cần thiết tôi đã ghi hết vào đây rồi. Mà bà có biết đọc chữ không? Học hết lớp 7 rồi. Này, mà điếc thì em thuê làm cái gì? Điếc thì em mới thuê. Ở đây, tai vách mạch rừng. À này, cô ơi, sao nhiều việc thế này? Tôi làm thế nào được? Mỗi nhà mỗi khác, cô phải hướng dẫn tôi chứ. Này, anh đợi ngoài xe nhá. Nào, đi vào đây. Nào. Bà ho cái gì hả? Ai rồ á? Có bà rồ ấy. Nhanh cái chân lên. Nhanh lên. Cô ấy về rồi đấy. Còn nhớ đường về à? Tớ đi luôn rồi. Bà điếc. Hả? Tôi có biết gì đâu. Ui giời. Bà ở nhà không dọn dẹp mà để bừa bộn thế này à? Tôi còn khối việc để làm, chứ không phải đi chơi như cô đâu. Bà đừng có vớ vẩn. Thế bà đã cho anh Nhật ăn gì chưa? Mà mặt anh ấy sưng như bị ong đốt thế kia. Rồi, rửa bát rồi. Thế cô có ăn không để tôi còn hầu nốt nào? Biến đi. Thế nào thì cũng là việc của cô chú. Nhưng còn việc của tôi. Việc gì của bà? Cô chưa trả lương cho tôi tháng vừa rồi. Tôi nuôi bà bao năm còn trả tính. Đây, lương tháng này. Lương tháng trước. Tiền ăn. Và thêm 1 triệu tiền rượu cho cái hũ nút này. Sao cô cho tôi nhiều thế? Để bà yên tâm, còn chăm sóc chồng tôi chứ. Thế cô đi đâu à? Tôi đi đâu, việc gì đến bà? Mà tôi đi thì các người càng sướng chứ sao. Bà không phải chăm sóc giặt giũ cho tôi, còn anh ta thì uống thoải mái. Có phải không anh Nhật? Ôi giời, ôi giời ơi. Gớm thật, thế cô không có mắt à? Này, con bé kia ở đâu chui ra đấy? Tôi biết đâu được. Hồn kiếp. Mày có là con Như đi nữa thì cũng không thể nuốt trôi cái nhà này đâu. Bánh trôi á? Ôi giời ơi, bây giờ mà làm bánh trôi ấy thì lích kích lắm. Cô ra chợ mà mua. Mà chắc gì cô ấy đã thích bánh trôi. Bà điếc. Hả? Hả? Cấp cứu à? Cấp cứu à? Này. Hả? Bà ở lại trông anh Nhật, để tôi đi lo xoay tiền. Ơ này, thế cô cũng phải cho tôi mấy ít tiền chứ. Tiền cái gì? Bà hỏi ông ấy. Ở đâu nhỉ? 20 cây vàng chứ ít đâu. Này, bà điếc. Lại đây. Hả? Lại đây. Bà rình mò cái gì ở đây đấy? Ôi giời ơi, mệt lắm. Ông chủ khó tính, lại còn hay đòi hỏi. Tôi chán lắm rồi. Mà bà về đây làm gì? Hả? Tôi bảo bà về đây làm gì? Ờ thì tôi cũng phải về để nghỉ ngơi, rồi thì tắm rửa chứ. Người chứ có phải máy đâu. Dạo này chả treo ghê nhỉ? Hả? Cô bảo tôi dò chả gì? Tôi không bảo bà dò chả. Hả? Bà về thì ai trông ông Nhật? Thì cô Như đấy thôi. Ui giời ơi, cái con đấy thì trông với nom gì. Này, dọn đi, xong rồi vào với ông ý. Lát tôi vào. Này, đừng có tưởng bỏ ra mấy đồng mà quát người ta như là quát người ở nhá. Thế bà không phải người ở
thì chắc là mẹ tôi à? Chả dám. Tôi tuyên bố. Tuyên bố? Tôi bỏ việc. Thanh toán nốt tiền cho tôi. Cái gì? Thế cô nặng tai à? Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng vợ chồng cô như thế là quá lắm rồi. Được thôi. Nhưng mà bỏ giữa chừng không có lương đâu. Hả? Tôi bảo là không có lương. Lương á? Này, đây chả thèm. Cần á, tôi thí cho cô đấy. Bà... Này! Bà điếc! Bà điếc! Hả? Nói đi là đi ngay đấy à? Chả đi à? Ở đây mà nghe cô chửi à? Nhìn bà nghi nghi. Bà đưa đây. Đưa đây xem nào. Thì đây. Này, có mấy cái bộ quần áo rách này chó nó cũng chả thèm. Cô thích ý thì tôi biếu cô đấy. Thế có cần khám người không? Đây nè, ông Nhật ông ấy bảo cô cầm cái chìa khóa nào của ông ấy thì mang vào cho ông ấy nhá. Chia nào. Tôi biết đâu được